đây của Quyền Thất Tổ. Xin của Quyền Thất Tổ che chở cho ông ta. Con hứa sẽ mua nhang đèn, trái cây, cúng của Quyền long trọng. Dạ. Chị Tư, con tìm được tơ rồi nè. Tạ ơn của Quyền Thất Tổ đã chỉ đường cho Kinh Long cứu được con tơ trở về. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Kinh Long khó tìm lắm ông con. Con có sao không, có bị gì không? Dạ không. Nhưng mà khuya rồi, Tư tới đây làm chi vậy? Tư ở nhà chờ hoài, không có tin tức gì của con hết. Tư nóng ruột quá, chạy qua đây tìm con coi sao. Mày làm Tư lo quá. Lần sau có chuyện gì á, con phải chạy qua nói với Tư chứ. Con tự ý bỏ đi một mình như vậy, một mình con đi giữa cái thành phố như vậy, nguy hiểm lắm. Con biết không? Con xin lỗi. Con không biết là mọi người lại lo lắng cho con dữ vậy. Cái con nhỏ này, suy nghĩ đâu không à. Vô trong đi, từ từ nói chuyện. Dạ. Anh vô làm mấy ly nước đi. Ừ. Mình vô gì Tư? Rồi, kể Tư nghe coi. Bây giờ đến gia đình cũng không tin con nữa rồi. Xưa nay con đã luôn tâm niệm con phải sống tốt với tất cả mọi người xung quanh, nhưng mà sao á, con chỉ toàn nhận lại những điều ngược lại thôi à. Sao cùng là con người mà đối xử ác với nhau dữ vậy? Vì Tư uống nước. Nước nè. Con nghe Tư nói nè, trên cái cuộc đời này nè, không có ai đối xử tốt với con bằng chính cha mẹ của con. Đối với người ngoài, dù con đối xử tốt với họ, nhưng không có nghĩa là người ta phải đối xử tốt với con. Con không hiểu được điều này. Con chỉ chuốc những muộn phiền vào trong người mình thôi, đúng không con? Những lời Tư nói sao giống lời mẹ dạy con quá. Từ nhỏ tới giờ á, con không có được ai chỉ dạy như vậy hết đó.